Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký vào này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Ừ, bắn bấm nào được rồi, chạy đi. Xếp bấm nào, chạy bấm đó đi. Em đang gồ đi Tân. Chạy đâu anh ơi? Ai chạy anh tí. Chạy đâu rồi? Bị mớ rồi. Ba lần rồi, ba lần follow rồi. Không biết. Mà hết em... rồi, thôi mới hết chỉnh rồi. Lại à. Máu rồi chứ mẹ. Chung tim mà như còn nó nằm hàng nó gồm anh ơi. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Anh follow ba lần. Bảo rồi vậy mà mày cứ chửi tao không? Mày chửi tao mấy lần rồi đó cho tao. Đâu nãy tao đi nãy là thì mẹ tao tao đâu biết đâu, nãy là như mệt. Tao không biết rồi tự nhiên. Thôi mày tao mới ăn là tao lướt Facebook. Cái không kia lướt chưa, không kia lướt chưa. Đang bắn ao ra lướt Facebook à. Không, em mong anh kết. Anh ơi, có người anh ơi, chọn em có tiếng bước chân anh ơi. Một thằng, một thằng. Tua. Người nha, nó mới nhảy xuống châu nha. Đéo có lồn nữa vậy. Ủa, cái nhà mà đéo có gì đâu bóc được luôn chứ. Quá đen nhà thanh niên này nhảy xuống lụm khẩu súng thính rồi hết rồi, chết rồi. Gì có súng thính vậy? Ui, khu này ngon vậy. Bồ nó. Trời nhỏ. Bồ nó là chỗ cái kho ấy. Bồ nó chỗ anh kho anh chấm á. Đúng rồi, đúng rồi. Bên bên đó, bên đó. Bồ nó chạy qua kìa. Ui, đúng rồi, đúng rồi. Còn một thằng nữa, con thằng vừa. Một thằng vừa chạy qua đường nữa. Anh vậy. À rồi. Em thề đâu là em đéo có xu. Cái sao? Anh ơi, bọn nó trong tiệm cà phê, anh ơi, bọn nó trong tiệm cà phê. Ok ok, bọn nó trong tiệm cà phê. Trong cà phê đúng không? Ok ok. Xuống lục. Tiệm cà phê, tiệm cà phê. Ok, okay công nè. Ấy shit, xuống lục mà hát gì? Ôi. Lồn, mày bị trời luôn rồi, phải lồn rồi. Xuống lục. Còn một mình trong nhà cà phê thôi đúng không? Khang, khang ra đi khang. Dạ một hàng à, em nó một hàng bên nhà kho rồi. Nó xuống. Nó cầm cái súng lục khó chịu quá. Gì vậy? Ê, thằng lồn mày đâu. Nó ôi. Cứu đi, cứu đi, cứu đi. Trời ơi, quá quỳ đi luôn. Trời ơi, mày nó dễ nhảy. Nó nhảy qua, nó nhảy qua, nó chạy lại thì lấy lồn. Phải thiệt. Không được. Thằng lồn ơi. Quá có năng khiếu tông hành. Anh gà hàng nãy rồi đúng không anh? Gàng rồi, gàng rồi. Thằng đéo có gì bóp bóp một cái game chơi kỳ á. Đậu. Hàng cái máu, hàng chạy miếng máu kìa. À có first aid nè. Nét cái đầu. Ui xa mày. Từ từ đi, tôi qua tôi đưa kìa. Chơi nếu mà máu kìa mình khang. Nè nè.
kỳ. Anh ơi có anh Duy có đạn bảy dư nè, kìa anh lấy rồi. Có đạn bảy dư đây. Có xe em đợi vô chấm vàng bánh cái thính này. Thấy em nè. Có hai chiếc luôn nè. Ok. Rồi lút đi. Khu này lút rồi anh ơi. Cứ lút xem rồi boss hai người vậy lút đi. Dính mấy nhà khổ. Ui mẹ ké ra khàng. Hả? Ké ké ra khàng. Có gì giỏi không? Thì có mờ xấu rồi. Em kêu đang làm sao? Cũng được, cũng được. LG này, bán tơ lấy này. LG này nha. Ok. Anh lộn lẫm cái 8 của X6 của em. Anh chỉ thích tới 10K14 thôi. Ê, có người. Hướng 30 từ từ, thủ đây, lưu lại bờ tường, lưu lại bờ tường. Ở bên đồi nữa kìa. Bò vô. Thằng ơi, lần hay lắm. Bò vô nha. Cứ bình tĩnh. Nhà này nè. Ngấu đâu? Tân qua lấy gì Tân? Chỗ xác tao hả Tân? Cái đứa tới nè. Hai đứa. Từ. Má, hai thằng đéo có máu nữa chứ. Dạ. Mình chờ né mà kìa. Còn một thằng thôi, đến nghe em sao. Cái thằng ngoài này anh giết đời lúc thứ 2 chết thằng cuối á. Giáp gần bỡ rồi.
ăn rồi, bò nào. Một cái chết rồi. Còn em một à, nên bắn từ từ thôi, tại vì hai ba thằng nó hiếp là chết ngay. Hai ba thằng nó áp hiếp là chết ngay. Canh gạt đường nào gạt thôi, xe tới. Lưới một tem trong nhà một tem. Má cái thằng anh giữ smoke để chứ cái gì nếu mà thì qua bò qua cái đường. Bò má em nghĩ qua bò đường. Phần 2 và bò nhưng mà không thằng nào chết đâu. Hai thiệt chứ. Đấy luôn hả? Hãy có đứa tiếng nhân anh ơi. Biết, cứ bình tĩnh. Cái thằng kia nó trong bo nó đang nằm. Nó nằm nhà bên cạnh. Cái mẹ ở chỗ tôi nó có thể nhìn được chỗ anh. Không nhìn được. Cái đường cũng ăn rồi. Biết, đường nó bắn. Đá có một thằng. Bên đường ba thằng. Má bò bên đường luôn chứ. Suốt rồi. Cho thành đá móc. Em không thấy gì trong móc anh. Có người nhớ em không thấy cho cái đứa trong móc. Ê, bốn ăn chung tim mà như. Còn nó nằm. Okay.
Anh em cảm thấy clip hay thì không nhớ để lại một like cho ủng hộ nha. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký vào đây nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.